Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin cập nhật điểm nóng thế giới. Bức tranh toàn cảnh thế giới 24 giờ qua có những điểm gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi cập nhật trong chương trình ngày hôm nay. Nga cảnh báo việc NATO tập trận gần biên giới làm tăng nguy cơ sự cố quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cảnh báo, kế hoạch của tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tập trận gần biên giới Nga làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự. NATO trong tuần này đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ chiến tranh lạnh mang tên Steadfast Defender, khi một tàu chiến Mỹ khởi động hành trình vượt Đại Tây Dương để tới châu Âu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho rằng những cuộc tập trận này mang tính chất khiêu khích một cách công khai. Việc NATO triển khai hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới và trong nhiều tháng, rõ ràng là bước đi có chủ đích nhằm leo thang căng thẳng, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố quân sự và cuối cùng có thể dẫn tới hậu quả bi thảm cho toàn châu Âu. Bà Zakharova đồng thời nhấn mạnh, phía Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Trước đó, NATO cho biết khoảng 90.000 binh sĩ của 31 quốc gia thành viên cùng với Thụy Điển sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ. Steadfast Defender 2024 sẽ bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ trên phạm vi kéo dài từ Bắc Mỹ tới sườn phía đông của NATO gần biên giới Nga. Khoảng 50 tàu hải quân, 80 máy bay và hơn 1.100 xe chiến đấu cũng dự kiến được huy động cho sự kiện này. Nghi vấn Mỹ sẽ không giúp Ukraine giành lại lãnh thổ đã mất Mỹ được cho là đang thay đổi chiến lược về Ukraine, không giúp Kiev giành lại lãnh thổ đã mất nữa. Tờ Washington Post đưa tin, Mỹ đang thực hiện một chiến lược mới cho Ukraine, chuyển hướng từ tấn công để tập trung vào phòng thủ tuyến đầu. Tờ báo cho biết thêm, những điều chỉnh chiến lược được cho là nhằm đáp trả cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái. Trong một bài báo hôm 26 tháng 1, tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng giải thích rằng sẽ khó để lực lượng Ukraine thực hiện một cuộc tấn công lớn trên tất cả các mặt trận như họ đã cố gắng thực hiện vào năm ngoái. Do đó, mục tiêu giờ đây đã bớt tham vọng hơn, đảm bảo rằng Kiev không mất thêm đất vào tay Moscow, chứ không phải là giành lại những vùng lãnh thổ đã bị mất, một nhân viên giấu tên nói với các phóng viên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là quân đội Ukraine sẽ chỉ ngồi trong chiến hào, hoán đổi lãnh thổ, vẫn có thể xảy ra ở các thành phố và làng mạc nhỏ, nguồn tin nói với tờ Washington Post. Politico đưa tin tương tự về quan điểm của Mỹ và EU rằng một chiến thắng toàn diện dành cho Ukraine khó có thể xảy ra, ít nhất là trong năm 2024, và rằng Mỹ và EU đang âm thầm chuyển hướng nỗ lực của họ tới một giải pháp thương lượng cuối cùng. Theo tờ Washington Post, quân đội Ukraine ở vùng Zaporizhia đã chuẩn bị cạnh tranh với tuyến phòng thủ của Nga. Tuyến phòng thủ đã ngăn chặn bước tiến của Kiev vào mùa hè năm ngoái. Những nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng muốn Kiev tập trung hơn vào các cuộc tấn công tên lửa tầm xa chống lại lực lượng Nga, bao gồm cả hạm đội Biển Đen ở Crimea. Về lâu dài, chính quyền Mỹ được cho là hy vọng sẽ ký một thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine sớm nhất là vào mùa xuân này, tương tự như thỏa thuận được ký kết gần đây giữa Vương quốc Anh và Ukraine. Washington Post cho hay, theo thỏa thuận sắp đạt được, Washington sẽ cam kết tăng cường quân đội của Kiev, cũng như tăng cường cơ sở công nghiệp và xuất khẩu của nước này, cùng nhiều nội dung khác. Tuy nhiên, những kế hoạch này xoay quanh việc Quốc hội Mỹ bật đèn xanh cho yêu cầu tài trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden, trong khi Đảng Cộng hòa tỏ ra không khoan nhượng hơn bao giờ hết. Tờ báo chỉ ra, theo bài viết, thỏa thuận lâu dài của Washington với Kiev sẽ khiến cho ứng viên dẫn đầu Đảng Cộng hòa Donald Trump gặp khó khăn hơn trong việc cắt giảm viện trợ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Ông Donald Trump đã nhiều lần đặt câu hỏi về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ hào phóng cho Kiev và cam kết rằng nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong 24 giờ. Tuần trước, CNN đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hy vọng đạt được càng nhiều viện trợ càng tốt trước tháng 1 năm 2025, trong bối cảnh lo ngại rằng ông Donald Trump có thể hạn chế dòng tiền nếu tái đắc cử. Ukraine vạch trần kế hoạch tham nhũng, thu mua vũ khí của quân đội lớn chưa từng có. Theo xác nhận của Bộ Quốc phòng Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã phát hiện một kế hoạch tham nhũng trong một thỏa thuận mua vũ khí của quân đội nước này với trị giá khoảng 40 triệu đô la Mỹ Cuộc điều tra đã vạch trần sai phạm của một số quan chức của Bộ Quốc phòng và lãnh đạo của hãng cung cấp vũ khí Lvov Arsenal. Thông tin từ Reuters cho biết hôm 24 tháng 1, cơ quan an ninh Ukraina FBU tuyên bố đã phát hiện một kế hoạch tham nhũng trong thỏa thuận mua vũ khí của quân đội nước này với trị giá khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Điều đáng nói, thông tin này cũng đã được Bộ Quốc phòng Ukraina xác nhận. Vụ gian lận quy mô này được cho là sẽ gây rúng động ở Ukraina, quốc gia đang bước sang năm thứ hai xung đột với Nga. Cuộc chiến chống tham nhũng tràn lan vẫn đang là một vấn đề lớn giữa lúc Ukraine nỗ lực giành được tư cách thành viên trong Liên minh Châu Âu EU. Sau quá trình điều tra, SBU cho biết kết quả đã vạch trần những quan chức trong Bộ Quốc phòng Ukraine và các nhà quản lý tại đơn vị cung cấp vũ khí Lvov Arsenal đánh cắp gần 1,5 tỷ hivina khi mua đạn pháo. Theo điều tra, các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại ở Bộ Quốc phòng cùng người đứng đầu các công ty trực thuộc đều có liên quan đến vụ tham ô. Cũng theo nội dung báo cáo của SBU, vụ tham ô liên quan đến việc mua 100.000 quả đạn súng cối cho quân đội Ukraine. SBU nhấn mạnh, một hợp đồng cung cấp đạn pháo đã được ký kết với Lvov Arsenal vào tháng 8 năm 2022, tức 6 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Trong đó, khoản thanh toán đã được trả trước và một số tiền được chuyển ra nước ngoài. Tuy nhiên, không có vũ khí nào được cung cấp, trong khi một phần tiền lại được chuyển sang các tài khoản khác ở nước ngoài. Thông tin về vụ việc trên, theo truyền thông quốc tế, thông báo từ SBU cho biết 5 cá nhân trong Bộ Quốc phòng và nhà cung cấp vũ khí đã nhận được thông báo nghi ngờ, tức bước đầu tiên trong thủ tục pháp lý của Ukraine. Một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố gắng vượt biên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Renikov bị cách chức vào tháng 9 năm ngoái vì nhiều vụ tham nhũng khác nhau, dù ông là người đại diện cho Ukraine trong các cuộc thương lượng với đồng minh phương Tây. Cá nhân ông Renikov không bị cáo buộc tham nhũng, nhưng một số vụ tham nhũng liên quan trong quân đội đã xảy ra trong thời gian ông quản lý, như vụ bê bối cung cấp thực phẩm cho quân đội và một vụ mua đồng phục cho quân nhân. Nga ồ ạt tấn công tên lửa, tố Ukraine muốn tịch thu tài sản hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Quan chức Nga cáo buộc Kiev có kế hoạch tịch thu số tài sản trị giá hơn 2 tỷ đô la Mỹ của Nga ở Ukraine. Chia sẻ với hãng thông tấn TASS, ông Alexei Polichak, giám đốc Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập thứ hai CIS của Bộ Ngoại giao Nga cho hay việc Ukraine có kế hoạch tịch thu hai máy bay An-148 của Nga có thể bị coi là hành động trộm cắp trắng trợn. Ông nhấn mạnh thêm kế hoạch của chính quyền Kiev không chỉ giới hạn ở hai máy bay trên. Theo ông Polichak, tính tới nay, giới chức Ukraine ước tính tổng giá trị tài sản của Nga mà Kiev muốn chiếm lấy là hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Số tài sản bị tịch thu sẽ lấp đầy ngân sách cho Ukraine, ông Polichak nói giữa lúc tình trạng tham nhũng gia tăng ở Ukraine, thật dễ dàng đoán được số tài sản bị tịch thu cuối cùng sẽ đi về đâu và đổ vào túi của ai. Những quyết định cố tình như vậy của Kiev không tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế liên quan tới quyền sở hữu, ông Polichak nhấn mạnh. Trước đó, Bộ Tư pháp Ukraine cho biết đã đệ đơn kiện lên tòa án chống tham nhũng tối cao để tịch thu và bàn giao cho chính phủ hai máy bay chở khách an 148 100 m, vốn thuộc sở hữu của công ty, cho thuê máy bay Ilustin Finance Co. của Nga. UAV tên lửa Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Hôm nay 28 tháng 1, không quân Ukraine tuyên bố Nga đã phóng các máy bay không người lái UAV và tên lửa nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng trên khắp lãnh thổ Ukraine. Chia sẻ trên Telegram, không quân Ukraine cho hay, theo thông tin sơ bộ, không cho thấy bất kỳ tổn thất về người nào trong các cuộc tấn công của Nga. Theo đó, Nga đã tấn công khu vực miền trung Poltava bằng hai tên lửa đạn đạo được phóng từ hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander và phóng ba tên lửa đất đối không vào khu vực Donetsk ở phía đông Ukraine. Ông Philip Pronin, thống đốc vùng Poltava cho hay, cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng một khu công nghiệp ở thành phố Kramatorsk và gây ra hỏa hoạn. Hình ảnh đang trên mạng xã hội cho thấy các đội cứu hộ được huy động tới hiện trường để dập lửa. Ở vùng Zaporozhia, thống đốc Yuri Malasko cho biết một cơ sở hạ tầng đã bị UAV Nga tấn công. Theo ông, đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng tới hiện trường, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại hoặc những tổn thất về người. Không quân Ukraine khẳng định các hệ thống phòng không nước này cũng đã phá hủy 8 UAV được Nga phóng trong đêm. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong những tháng gần đây, Nga và Ukraine liên tục không kích vào lãnh thổ của nhau, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông quan trọng. Dộ tin quân đội Israel chuẩn bị tiến vào Liban, tấn công Hezbollah Đài truyền hình LBCI đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến toàn diện chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Theo LBCI, một quốc gia Ả Rập không xác định đã cung cấp báo cáo tình báo về kế hoạch của Israel cho Hezbollah. Hãng tin cho biết chiến dịch tiềm năng của lực lượng phòng vệ Israel IDF có mục đích buộc Hezbollah tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng An ninh Liên hợp quốc. Nghị quyết này được thông qua sau khi kết thúc cuộc chiến Israel Liban vào năm 2006, trong đó bao gồm điều khoản thành lập khu phi quân sự dọc biên giới giữa hai nước. Từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và Israel mở chiến dịch trả đũa tại Gaza, Hezbollah đã bắn rocket và đạn súng cối vào các vị trí của Israel. IDF cũng đáp trả bằng các cuộc tấn công. Tình hình tiếp tục leo thang tháng này sau khi Israel tập kích và sát hại phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arori tại Beirut. Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Israel Trung tướng Hesdi Halevi cho biết khả năng xảy ra xung đột với Beirut cao hơn nhiều so với trước đây. Ông nói thêm rằng IDF đang ngày càng sẵn sàng cho cuộc tấn công xuyên biên giới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Liban Adala Balhambis nói rằng sự tham gia của các nước khác vào cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas sẽ là không thể chấp nhận được ông cũng cảnh báo cuộc chiến với liban sẽ không phải là một cuộc giã ngoại đối với israel nghị sĩ thuộc hezbollah has Ezzedin cũng khẳng định rằng các chiến binh nhóm này sẽ đánh trả mạnh gấp đôi và dáng đòn mạnh vào kẻ thù đầu tháng này ngoại trưởng mỹ antony blinken đã tới trung đông để cố gắng ngăn chặn cuộc chiến toàn diện giữa israel và hezbollah theo washington post các quan chức mỹ tỏ ra lo ngại thủ tướng israel benjamin netanyahu có thể muốn tấn công nước láng giềng phía bắc của Israel trong bối cảnh chính phủ của ông này ngày càng gặp nhiều chỉ trích về việc không ngăn chặn được cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Bài báo của Washington Post cũng nhận định IDF sẽ khó thành công trong cuộc chiến hai mặt trận chống lại Hamas và Hezbollah. Mông lung số phận đường ống dẫn khí cuối cùng từ Nga sang EU Thỏa thuận sử dụng đường ống dẫn khí cuối cùng từ Nga sang EU qua Ukraine sẽ hết hạn trong năm 2024 và chưa rõ có được gia hạn tiếp hay không. Reuters đưa tin phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với EU về việc cung cấp khí đốt khi thỏa thuận quá cảnh với Ukraine hết hạn vào cuối năm nay. Theo hợp đồng 5 năm được Moscow và Kiev ký năm 2019, Nga xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua Ukraine và trả tiền cho Kiev để sử dụng mạng lưới đường ống dẫn khí. Hợp đồng được áp dụng bất chấp xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Nếu EU muốn, chúng tôi sẵn sàng đàm phán, cho đến nay chưa có mong muốn tương tự nào được bày tỏ, Phó Thủ tướng Novak nói trong khi đó thủ tướng ukraine denis vigan nói với người đồng cấp slovakia robert fico rằng kiev không có ý định gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt của nga quá cảnh qua nước này văn phòng báo chí của chính phủ ukraine nói với tờ pravda tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của văn phòng báo chí nói lập trường của phía ukraine rất rõ ràng hợp đồng quá cảnh sẽ hết hạn vào cuối năm nay chúng tôi sẽ không đàm phán với nga và gia hạn thỏa thuận thủ tướng ukraine đã nói với người đồng cấp slovakia về điều đó Tuyên bố của Thủ tướng Ukraine được đưa ra sau bài phát biểu qua video của Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Thủ tướng Fico cho biết, sau cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Simigan, hai bên đã đạt được thỏa thuận về khả năng tiếp tục vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine đến Slovakia nói riêng. Thủ tướng Fico đồng thời nói thêm rằng khí đốt Nga cũng có thể tiếp tục vận chuyển tới Slovakia. Ông lưu ý, các nhà máy ở Slovakia cũng như ở Áo và Italia sẽ được hưởng lợi từ điều này, đồng thời cho biết thêm các chi tiết của thỏa thuận sẽ sớm được hoàn thiện. Trong khi đó Bloomberg đưa tin, liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận giữa Kiev và Moscow về quá cảnh khí đốt. Các nguồn tin cho hay, Ủy ban châu Âu lập luận rằng ngay cả những quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga như Áo và Slovakia cũng có thể tìm được các nguồn thay thế trong trường hợp bị cắt. EU chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga và các quốc gia EU đã mua số lượng LNG kỷ lục từ Nga vào năm 2023. Ukraine vẫn là tuyến đường vận chuyển quan trọng, mặc dù lưu lượng thực tế trên đường ống trung chuyển chưa đến 40%, theo khối lượng hợp đồng kể từ tháng 5 năm 2022, theo Bloomberg. Cơ quan điều hành của EU được cho là đã tiến hành phân tích sơ bộ về các kịch bản tiềm ẩn có thể phát sinh từ việc chấm dứt thỏa thuận vận chuyển, bao gồm mô hình hóa công suất của các đường ống dẫn khí khác như tuốc stream, dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ để giúp bù đắp mọi thâm hụt. Các nguồn tin nói với Bloomberg, Ủy ban châu Âu sẽ thảo luận vấn đề này với các quốc gia thành viên vào tháng 2, trước khi chính thức trình bày kế hoạch với các bộ trưởng năng lượng EU tại cuộc họp ở Bruxelles vào ngày 4 tháng 3 tới. EU đã kêu gọi các quốc gia thành viên giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga và đã đạt được thỏa thuận vào ngày 8 tháng 12 năm 2023 cho phép các quốc gia riêng lẻ cấm vận chuyển LNG của Nga. Vấn đề đặt ra là một số công ty châu Âu có hợp đồng dài hạn với các công ty Nga, nghĩa là nếu ngừng nhập khẩu sẽ phải bồi thường cho Nga. Một số quốc gia như là Anh, Latvia và Lithuania đã ngừng mua LNG từ Nga. Nhiều quốc gia dừng viện trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc sau cáo buộc của Israel. Tiếp nối Mỹ, một số quốc gia tài trợ chính cho cơ quan của Liên Hợp Quốc hoạt động vì người tị nạn Palestine thông báo sẽ ngừng tài trợ. Sau khi Israel cáo buộc một số nhân viên của cơ quan Liên Hợp Quốc về hỗ trợ người tị nạn Palestine tại Gaza và Cận Đông, UNRWA liên quan tới vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Ngày 26 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ đình chỉ các khoản tiền tài trợ cho UNRWA. UNRWA cho biết họ đang điều tra về cáo buộc của Israel rằng một số nhân viên của họ tham gia cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào miền nam Israel. Ông Philip Nazarini, người đứng đầu UNRWA, hôm qua cho biết 9 quốc gia đã dừng tài trợ cho cơ quan này, đe dọa công việc nhân đạo đang diễn ra của chúng tôi trên toàn khu vực, đặc biệt ở giải Gaza. Sẽ là vô trách nhiệm nếu trừng phạt một cơ quan và toàn bộ cộng đồng liên quan vì cáo buộc đối với một số cá nhân đặc biệt trong giai đoạn xung đột, di rời và khủng hoảng chính trị ở trong khu vực. Ông Lazarini cho biết, ngày 26 tháng 1, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussein tuyên bố Ottawa tạm dừng bất kỳ khoản tài trợ bổ sung nào cho UNRW3 trong khi cơ quan này tiến hành điều tra kỹ lưỡng về cáo buộc. UNRW3 cho biết họ đã sa thải một số nhân viên bị Israel cáo buộc, đồng thời hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Zuzerich Nói rằng Tổng thư ký Antonio Guterres đã được ông Nazarini báo cáo tóm tắt về tình hình và đã yêu cầu ông Nazarini nhanh chóng điều tra vấn đề. Đức Úc, Phần Lan, Ý, Thụy Sĩ, Hà Lan và Anh đã ra tuyên bố đình chỉ viện trợ để chờ kết quả cuộc điều tra. Bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.